Xin chào cả nhà, mời cả nhà vô xem livestream của BB Thanh Mai. Hiện tại BB đang livestream cho cả nhà mình xem công nghệ, đó là mình điều trị Venus 4.0 ha, giúp loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể mà không hề xâm lấn cũng như là không hề giao kéo. Thì như cả nhà có thể thấy đây ha, chị khách của chúng ta đang thực hiện công nghệ cho vùng bụng. Và hiện tại thì chị kỹ thuật viên đang đi cái đầu tiếp là mình sử dụng hút nhã ha, để có thể điều trị cái công nghệ này cho chị khách của chúng ta. Xin chào cả nhà, mình vô xem livestream của BB ha. Dạ cả nhà ơi, hiện tại BB vẫn đang áp dụng chương trình là mình sẽ được tặng 5 tip kem Burskin cho 5 vị khách hàng mình chia sẻ livestream cũng như là ở chế độ công khai nhanh nhất. Thì BB sẽ gửi tặng hoàn toàn miễn phí tip kem Burskin giúp dưỡng ẩm da, trắng sáng da cả nhà mình ha. Công nghệ chính cách của chúng ta đang thực hiện đây là công nghệ Venus 4.0. Thì như cả nhà mình có thể thấy đây ha, công nghệ thì sẽ có rất là nhiều đầu tiếp khác nhau để điều trị cho từng vùng bụng, vùng đùi này, hay là vùng bắp tay, hay là vùng nọng cằm nữa cả nhà mình ha. Thì đối với cái đầu tiếp mà chị khách đang đi đây thì mình sẽ có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là mình sẽ hút nhã để có thể phá vỡ cấu trúc mỡ, và chế độ thứ hai là nó sẽ đi làm cho săn chắc cái làn da. Bởi vì sau khi mà mình loại bỏ mỡ ra khỏi cơ thể thì cái vùng da ở cái vùng loại bỏ mỡ đó sẽ bị hiện tượng là trùng nhão. Thì cái việc mình đi cái bước là làm cho cái da của mình được săn chắc lại á, sẽ giúp cho cái da của mình săn lại và không có bị nhão sau quá trình mà mình giảm mỡ cả nhà mình ha. Thì như cả nhà mình thấy đây, trong quá trình điều trị thì vô cùng là thoải mái ha. Dạ chị ơi, không biết là mình có thấy khó chịu sau trong quá trình điều trị không chị? À, chị cảm thấy là thư giãn, thoải mái. Dạ dạ. Dạ không có đau gì đúng không chị ha? Không, không. Dạ. Cái liệu trình này thì không biết là mình đi trong vòng bao lâu chị ạ? Mới đi 1 tiếng. Riêng cái vùng bụng này thì mình sẽ đi trong vòng 1 tiếng cả nhà mình ha. Chia ra vùng bụng trên, bụng dưới cũng như là hai bên vùng hông nữa cả nhà mình nhé. Dạ đúng rồi, đối với cái liệu trình này không chỉ là mình sẽ sử dụng để giảm béo cho vùng bụng, mà cả nhà còn có thể nếu mà cả nhà có vấn đề về vùng bắp tay này, hay là bắp chân, hay là ở vùng nọng cằm, thì mình đều có thể sử dụng công nghệ này để mình điều trị ha. Xin gửi cả nhà về cái chi phí mình điều trị công nghệ này tại BB Thanh Mai thì cũng vô cùng là hấp dẫn, đang được ưu đãi lên tới hơn 40-50% tại BB Thanh Mai. Do đó là mình đang hiện tại thì cũng sắp tới Tết rồi, thì nếu như cả nhà mình đang mong muốn là sở hữu được cái sắc vóc nó săn chắc hơn, gọn gàng hơn, và mình tự tin khi mà diện những cái bộ đồ ôm sát body hơn, thì cả nhà có thể lựa chọn cái công nghệ này tại BB ha. Đặc biệt một cái ưu điểm mà phải kể tới của công nghệ này tại BB Thanh Mai, ngoài cái việc là BB sử dụng máy móc đầu tiếp chính hãng ra, thì công nghệ này nó sẽ tác động theo cơ chế là mình thứ nhất không xâm lấn, thứ hai là nó sẽ giúp giảm mỡ từ từ, không giảm mỡ đột ngột, giúp cho cái làn da, giúp cho cái lượng mỡ ở trong cơ thể mất đi nhưng mà nó chậm mà chắc đó cả nhà. Tức là khi đã mất rồi thì khi mà nó tái lại thì rất là khó để tái lại, bởi vì cái nhân mỡ cũng như là tế bào mỡ của mình đã được loại bỏ đi hết cả. Hơn nữa thì công nghệ trong quá trình điều trị không đau, không khó chịu, nên là cả nhà có thể hoàn toàn yên tâm với cái liệu trình này ha. Trong quá trình làm thì mình cũng có thể nghỉ ngơi cũng như là ngủ trong quá trình mà điều trị luôn, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm về cái liệu trình này tại BB Thanh Mai. Liệu trình đối với mà mình một lần mình điều trị như thế này ha, thì sẽ tùy thuộc vô cái tình trạng độ dày của mỡ cũng như là loại mỡ mà cả nhà muốn điều trị, thì nó sẽ có cái số buổi dao động là từ 5 buổi, 6 buổi hoặc là 10 buổi, tùy thuộc vô cái tình trạng của các khách hàng của cả nhà mình nhé. Thì nếu như cả nhà muốn đăng ký cũng như là hỏi thêm về cái dịch vụ này tại BB thì cả nhà có thể inbox ngay vô fanpage cũng như là gọi ngay vô hotline 1800-6617 của BB Thanh Mai nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn chị khách của chúng ta ngày hôm nay đã đồng ý tham gia livestream chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những chương mục livestream sau nha. Xin chào.